Chào anh em, hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em một phần nữa, đó là cái phần mà chúng ta đặt các cái led in cho các cái khổ giấy. Thì hầu như mọi người chỉ biết là đặt led in cho một khổ nào đấy, ví dụ thường thông dụng nhất là khổ A3, còn các khổ A1, A2, A4 thì mọi người không biết cách đặt. Và thường ấy, mọi người lấy luôn cái khổ A3 ấy đặt cho các cái khổ giấy còn lại là một cách sai lầm. Tại vì mỗi một khổ giấy thì cái tỷ lệ của nó lại thu nhỏ lại, nên chúng ta phải đặt cái led in làm sao cho nó vừa đẹp nhất. Đấy, ví dụ tôi lấy ví dụ này. Nếu chúng ta lấy cái led in của khổ A1 mà đặt cho khổ A4 thì khổ A4 tự nhiên nó sẽ thành rất là đậm. Đấy, thì nó không phù hợp. Nên hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách chúng ta đặt cho led in cho từng khổ. Và khi mà anh em in ý, thì có một cái trường hợp như thế này. Đó là có phải là anh em ấn Ctrl P để ấn led in đúng không? Giả sử tôi có cái máy in như thế này. Đấy, thì có phải mà mỗi lần anh em in xong anh em lại phải đặt lại led ở đây đúng không? À, chúng ta đặt lại led ở đây, ví dụ như khổ A4 chúng ta lại vào đây chúng ta đặt đấy, hoặc là khổ A3 chúng ta lại vào đây chúng ta thiết lập lại. Đây là cái cách in theo màu nhá. Còn anh em nào mà chưa biết cách in, nó có hai cách in. Cách in theo nhất là theo layer, và cách in thứ hai là in theo màu. Đấy, nếu mà anh em muốn tham khảo thêm thì hãy mua cuốn sách đọc vỉa Autocad bản PDF đó. Thì có phải là mỗi lần chúng ta in theo màu các cái khổ với nhau thì chúng ta lại vào đây chúng ta lập rất mất thời gian đúng không? Thì bây giờ tôi có một cái giải pháp cho anh em là khi mà chúng ta in cái khổ nào ấy thì chúng ta chiến kích vào đây, sổ đây nó có cái danh sách A4, ta chọn A4 ta in đúng không? A3 chúng ta chọn sổ cái sách đây, A3 là in. Thì mặc định của nó là nó chỉ có những cái file này, thì những cái file này gọi là cái bảng in này, là bảng in màu này. Nó có đuôi là .ctb thì mặc định nó chưa có. Thì bây giờ chúng ta phải tạo ra các cái bảng có đuôi .ctb cho A1, A2, A3, A4 đúng không ạ? Thì tôi đã có sẵn cái file đấy rồi. Đây, tôi có led in A1, A2, A3, A4 thì nó là đuôi .ctb. Để bạn kích lên này. Đấy, .ctb thì nó có cái gì? Tab table view này. Đấy. Nó y hệt như cái phần ACAD chấm ấy thôi, nhưng mà tôi đặt sẵn các led in ở trong này rồi. Đấy, bạn nhìn thấy các led in tôi đặt sẵn chưa? Đây, cái lightweight này. Đó, thì tôi có phải mất công tôi đi nên mất không phải mất công nhiều lần tôi đi vào đây tôi lập thiết lập rất là mất thời gian đúng không? Tôi chuyển sổ nơi chọn. Thì bây giờ vấn đề thứ hai là bây giờ làm nào để nó đưa vào cái danh sách này. Ví dụ tôi lập rồi nhưng mà bây giờ làm nào để đưa vào cái danh sách này. Đấy, thì đây là cái bước hai này, anh em có lệnh OP này. Đấy, anh em đến tìm đến file này. Anh em tìm đến cái phần print support file path này, đấy, kích vào cái phần plot style table search path này, đấy. Đấy, bạn nhìn thấy cái đường dẫn chưa? Thì đây chính là cái đường dẫn mặc định của AutoCAD để nó chứa cái file CTB đấy, hay gọi là cái kiểu in đấy. Thì mỗi một cái máy này có một cái đường dẫn riêng. Thì anh em tìm đến đây là thấy đường dẫn. Thì chúng ta kích chuột hai lần này, chúng ta chuột phải, chúng ta copy. Đó, bây giờ chúng ta mở cái desktop của chúng ta ra, à cái tệp của chúng ta. Đấy, tôi kích vào đây, chuột phải. Paste thì nó phải đi đến luôn cái đường dẫn này đúng không? Đấy, thì đây là các cái đường dẫn mặc định, có phải nó sổ trong cái danh sách vừa in vừa tôi chỉ không? Đấy, ví dụ đơn giản thì anh em chỉ cần download cái file mà tôi cho về đây. Đấy, ID 51234 thì cái này link ở bên dưới nhá. Kích ở bên dưới đi. Kích vào cái link bên dưới sẽ thấy. Kích đi nhá. Đấy. Chân C này. Download về anh em cần chân C rồi, cần chân về vào cái đường dẫn này. Đó. Nó tắt đi. Đấy. Rồi chúng ta mở lại phần mềm. Chúng ta tắt cái phần mềm đi nhá. Rồi chúng ta mở lại phần mềm xem nó có không. Này. Anh em mở lại phần mềm. Đó, chúng ta mở lại phần mềm sẽ nó sẽ tự động là cập nhật là cái bảng in mới của chúng ta vào đây. Đấy, bây giờ để xem nó có cập nhật cái bảng in mới chưa thì anh em chỉ cần ấn lẫn Ctrl P là được. Ctrl P. Đấy, giả sử tôi có cái một cái khổ cái máy in như này, máy in nào A4. Đấy, tôi chỉ cần đây, bạn thấy A4, A1, A3 chưa? Rất là tiện lợi. Thì hy vọng các anh em này làm tốt phần này.